Chào các bạn, nay mình hướng dẫn các bạn là hấp tôm hùm. Này các bạn thấy, đây là tôm hùm ha. Thì bây giờ nó đang đông đá thì mình sẽ giã đá cho các bạn. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn là hấp tôm hùm bằng sả và gừng các bạn nhé. Ok đây các bạn, tôm rồi. Cái này các bạn cần cắt mấy cái dâu, cắt bỏ mấy cái dâu. Đương nhiên cái dâu này vẫn có bố. Ok các bạn, đây là 4 con tôm các bạn nhé. Đây thì các bạn sẽ bỏ vào trong cái nồi như thế này. Các bạn hấp thì cần phải vào nước các bạn nhé. Các bạn bỏ nước bên dưới rồi. Rồi ok. Rồi các bạn sẽ bỏ cái vị hấp này vào. Rồi các bạn sẽ bày nó này. Đừng để cái này nó chín một hơi thôi các bạn. Bây giờ các bạn gọt sả các bạn nhé. Thank you.
Bây giờ mình lấy mấy củ gừng các bạn. Đây, các bạn chỉ cần lấy nhiêu đây là được rồi. Các bạn gọt sạch đi ha. Các bạn gọt sạch các bạn. Ok, xả thì các bạn là cần phải đập ha, đập và cho vào đây. Các bạn hãy gấp lại hấp nha. Đây, đây là cái tôm mà trước khi hấp này các bạn. Chưa sôi ha. Thank you.
Ok các bạn, sau khi luộc nó đã vàng như thế này là ok rồi các bạn nhé. Bây giờ bỏ ra ngoài ha.